Casemiro muốn rời Man United và sai lầm của Ten Hag. Casemiro đã bắt đầu hối tiếc khi chia tay Real Madrid để đến Manchester United do không có nhiều thời gian thi đấu cho đến nay trong mùa giải này. Theo Fichais, cầu thủ người Brazil đã rất tức giận với tình hình này đến mức sẵn sàng yêu cầu đội bóng đem anh cho mượn vào tháng riêng tới. Casemiro muốn đến một đội bóng đảm bảo cho anh suất đá chính ở đội 1. Tiền vệ Casemiro cũng đã nói với những người thân cận của mình rằng anh hối tiếc khi rời khỏi sân Bernabeu và sẽ tái hợp với Carlo Ancelotti nếu đó là một lựa chọn. Casemiro đã ký hợp đồng với Manchester United với giá 63,6 triệu bảng vào mùa hè này, theo định giá của Transfermarkt. Tuy nhiên, tuyển thủ Brazil đã phải trải qua một khởi đầu khó khăn tại Old Trafford khi chưa bắt đầu một trận nào ở Premier League kể từ khi anh đến. Casemiro đã được đá chính trong hai cuộc đụng độ tại UEFA Europa League và vào sân từ băng ghế dự bị 4 lần tại Premier League. Tiền vệ phòng ngự này đã gặp khó khăn trong việc đột phá vào đội hình chính. Scott McTominay thường bắt đầu trận đấu trước anh trong chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp gần đây của Manchester United. Casemiro đã chơi 336 trận cho Real Madrid, giành được 5 chức vô địch Champions League cùng nhiều danh hiệu khác. Nhưng ở đội bóng mới Man United, anh bị ám ảnh với thân phận người thừa. Manchester United đã bị Manchester City vùi dập 6-3 vào cuối tuần trước và bị chỉ trích nặng nề vì một màn trình diễn tệ hại. Noel Quellen tuyên bố ông không thể tin rằng huấn luyện viên Ten Hag đã không chọn cựu tiền vệ phòng ngự của Real Madrid cho cuộc chạm trán, người có thể sử dụng kinh nghiệm dày dạn của mình để kiểm soát thế trận. Nói với Football Insider, cựu tiền đạo của Leeds United, Quellen tiết lộ, cho anh ta ngồi dự bị có phải là lý do bạn mua một cầu thủ như Casemiro. Để ngồi trên băng ghế dự bị trong một trận đấu lớn như vậy thật là sự sỉ nhục lớn. Casemiro là một cầu thủ luôn biết, tỏa sáng trong những trận đấu lớn. Anh ấy đấu với Gundogan hoặc rẻ Bruni sẽ tốt hơn nhiều so với McTominay. Tôi nghĩ rằng MU cần Casemiro khi mua cậu ấy về. Không có cầu thủ tiền vệ phòng ngự nào xuất sắc trong đội hình của MU ngay bây giờ. Eriksen thích chơi ở vị trí hộ công cũng như Fernandes. Nếu bạn định chơi hệ thống này, bạn cần một người có thể làm neo tàu ở hàng tiền vệ và chịu được các khía cạnh áp lực kinh khủng của trận đấu yêu cầu. Quellen ca ngợi khả năng phòng ngự của cựu cầu thủ Real Madrid, nói rằng Manchester United cần Casemiro trong trận đấu với Man City. Ông chia sẻ thêm, hiện tại, hàng tiền vệ MU đang rất hỗn độn, không có sự cân bằng ở tuyến giữa đó. Nhưng nếu đặt Casemiro vào, anh ấy có thể bảo vệ hàng thủ và làm những công việc khó khăn cho đội của mình. Tôi muốn thấy Casemiro trong đội hình, anh ấy sẽ hoàn hảo trong trận đấu đó. Huấn luyện viên Ten Hag mặc dù đã biết rằng họ sẽ không có cơ hội cầm bóng nhiều cộng với quyết định không cho Casemiro đá chính, đó là một sai lầm lớn của ông ta.